Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 6 giờ tối Cali các bạn. Ở Việt Nam, chúng ta bước qua cuối tuần ngày thứ 7 rồi thì trước hết, hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ và ngày hôm nay đó Thuận sẽ chia sẻ một cái video ngắn. So với thường lệ, rồi chúng ta sẽ bước vào cuối tuần các bạn và ngày mai đó Thuận sẽ nghỉ ngơi một ngày cho nên sẽ không có video. Đầu tiên hết đó chúng ta cũng đang thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục có sự hồi phục các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số đều rất là xanh. Chỉ số Nasdaq hôm nay đã tiếp tục hồi phục là 1.38%. S&P 500 đã hồi phục lại là 0.94% và Dow Jones đã hồi phục tiếp tục 0.66% các bạn. Và đương nhiên sẽ không có pre-market tại vì hôm nay đã là thứ 6 cho nên sẽ không có thị trường futures. Còn về hợp đồng của vàng thì sao các bạn? Hợp đồng của vàng thì cũng đã tăng trở lại một chút các bạn. Bây giờ chúng ta đã ở cái ngưỡng 2.000 đô một lần nữa. Bây giờ là 1.999 đô và 90 cent các bạn cho một ounce vàng. Hợp đồng của dầu thì sao? Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy được là vẫn ở mức là 80 đô. Có nghĩa là chúng ta thấy là giá dầu đó thực sự cũng đã không có tăng như là nhiều người nghĩ khi mà chiến tranh xảy ra Trung Đông. Nó tăng lên tới mức là 90 đô cho một thùng dầu các bạn. Và sau đó hợp đồng cũng đã giảm cho xuống. Chúng ta thấy được là chúng ta đã ở cái mức là 70-80 đô trong vòng cả năm qua. Bây giờ cũng trở về cái xu hướng đó. Không có gì gọi là đặc biệt hết các bạn. Hiểu cách khác đó là giá dầu vẫn đang ổn định các bạn. Và đó là điều mà Chủ tịch Jerome Powell quan tâm nhiều nhất trong những cái sự kiện bất ổn về chiến tranh. Đó chính là giá dầu. Đó là điều mà ông quan tâm nhiều nhất. Và cho tới bây giờ đó chúng ta vẫn thấy được là giá dầu được ổn định. Đó là điều mà chúng ta muốn thấy nếu như các bạn không muốn Fed tiếp tục tăng lãi suất. Và chúng ta cũng có một thông tin liên quan đến lãi suất Fed. Tôi sẽ chia sẻ một lát nữa với các bạn. Nhưng mà chúng ta nói riêng về Bitcoin ngày hôm nay thì sao các bạn? Bitcoin ngày hôm nay đó thì cũng tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Bây giờ là 34.702 đô các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được một hiện tượng gần đây là thường đó buổi sáng thường thức dậy trong cả tuần qua đó thì thường thấy được là giá Bitcoin lại có cái sự tăng trưởng, nhưng mà về tối chiều đó thì lại thấy giá Bitcoin xuống một chút xíu các bạn. Phạm vi không có cao, khoảng chừng là 1-2% mà thôi, nhưng mà nó giống như là buổi sáng ở Hoa Kỳ đây thì người Mỹ thu mua, nhưng mà khi mà châu Á thức dậy thì lại bán các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay nó ít ra bây giờ cũng đã là gần 6 giờ tối Hoa Kỳ rồi, nhưng mà giá Bitcoin hôm nay nó nói chung cũng đã có một cái sự tăng trưởng nhẹ trở lên. Và theo refresh trang CoinGecko các bạn thấy được là tổng số vốn hóa thì cũng không có thay đổi nhiều. Tổng số vốn hóa bây giờ là hơn 1,3 nghìn tỷ các bạn. Ethereum đó hôm nay lại tăng 2%. Chúng ta thấy được là giá của Ether đã hơn 1.800 đô một lần nữa. XRP hôm nay cũng tăng 1.7%. Và trong vòng một tuần qua đó thì XRP đã tăng 11% rồi. Solana ngày hôm nay đã không có thay đổi so với giá ngày hôm qua và đã giảm một chút so với cái mức cao gần đây là 43 đô các bạn. Nhưng mà trong vòng một tuần qua đó Solana vẫn tăng 23.5%. Chúng ta thấy được là Cardano cũng có sự tăng trưởng nhẹ hôm nay 1.2% và cả tuần qua đã tăng 13% các bạn. Coin cũng tăng 10% trong vòng một tuần qua. Nói chung trong vòng 7 ngày qua đó phần lớn những altcoin cũng rất là tốt và chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ qua nó cũng có nhiều đồng rất là xanh. Chúng ta thấy được là có những đồng như là Rune đã tăng 21% trong vòng 24 giờ qua và đã tăng 37% trong vòng một tuần các bạn. Neo đã lâu rồi chúng ta không thấy có động tĩnh, nhưng mà chúng ta thấy được là đã tăng 10.8% trong vòng 24 giờ qua và trong vòng một tháng qua đã tăng 45.8% rồi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin lớn các bạn. Trước hết đó, chúng ta có một cái thông tin đáng lý đâu là không tốt nhưng mà lại trở thành là thông tin lạc quan các bạn. Nói chung đó là chúng ta đang nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Thì cuối cùng hôm nay chúng ta đã có cái thông tin đó và tỷ lệ thất nghiệp là 3,9%. Con số 3,9% này đó là đã cao hơn so với cái tháng trước đó là 3,8 và trước đó nữa thường nhớ là chỉ có 3,3, 3,4 mà thôi. Thì các bạn thấy được là cái tỷ lệ thất nghiệp nó cũng đã tăng lên từ từ. Vẫn ở mức thấp các bạn, 3,9% là coi như cũng rất là thấp. Nhưng mà so với lại thời gian gần đây thì đây là cái mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Và biên chế phi nông nghiệp tăng 150.000 việc làm trong tháng, thấp hơn so với con số dự báo là 170.000 việc làm và giảm mạnh so với mức tăng là 297.000 của tháng trước. Và chúng ta đã thấy được là tuy vẫn còn có những việc làm mới, nhưng mà chúng ta khi mà nhìn vào cái tài liệu là việc làm đang nằm ở đâu đó, Thuận không có sẵn trên màn hình, nhưng mà Thuận cũng đã xem hồi sáng này các bạn. Và phần lớn việc làm nó là đến từ hai ngành các bạn. Thứ nhất đó chính là cái ngành liên quan đến y tế và thứ nhì là liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Nói chung ngay bây giờ chúng ta chỉ có hai ngành đó làm mướn nhiều người mà thôi. chính phủ Hoa Kỳ và ngành y tế các bạn. Ngành y tế tại vì nhu cầu y tế nó cũng có cái sự tăng trưởng. Nhưng mà ngược lại đây chúng ta đã thấy được là trong vòng bao nhiêu tháng qua, một trong những ngành mà thúc đẩy cái sự tăng trưởng của việc làm đó chính là ngành gì các bạn có nhớ không? Đó chính là cái ngành du lịch và giải trí. Và trong cái tháng này ra ngay cái ngành du lịch và giải trí cũng không còn là ngành mà có nhiều việc làm như trước đây nữa các bạn. Nghĩa là gì? Có nghĩa là từ từ nền kinh tế đã thấm vào cho mọi người các bạn, và chúng ta thấy được là chi tiêu cho những cái như là đi du lịch giải trí cũng đã phải giảm xuống rồi. Tuy là chúng ta thấy là phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn ở mức coi như là thấp là 3,9, nhưng mà chúng ta đã tới cái mức mà Fed ấn định các bạn, nghĩa là Fed muốn thấy phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ ra đâu đó khoảng chừng là 4,0 tới 4,1%. Điều mà chúng ta nên hiểu đây đó là tuy 4% thất nghiệp tuy vẫn là rất thấp các bạn, nhưng mà đó là một cái ngưỡng rất quan trọng. Thứ nhất là Fed coi trọng cái ngưỡng đó, nghĩa là khi mà phần trăm thất nghiệp ở mức 4% nên là Fed bắt đầu lo lắng. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy là thị trường tiếp tục xanh ngày hôm nay khi mà chúng ta nói tới chứng khoán ở Hoa Kỳ. Tại vì khi mà phần trăm thất nghiệp cứ tiếp tục tăng như vậy và đến gần 4% thì Fed lại cũng không còn lý do gì để tiếp tục để mà tăng lãi suất nữa các bạn. Và tôi thường chia sẻ một cái biểu đồ, trên biểu đồ này đó là đại diện cho phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ, và Thuận chỉ muốn xem cái phần trăm thất nghiệp từ năm 1990 tới bây giờ mà thôi, trong thời gian mấy chục năm qua thôi các bạn, chúng ta không cần phải xem những năm trước đó. Nhưng mà chúng ta thấy được là ở trên biểu đồ này đó thì có vài cái lằn màu xám, các bạn đã nhìn thấy là những cái thanh màu xám này là đại diện cho suy thoái tài chính, và cái thanh màu xám này càng bự có nghĩa là suy thoái tài chính càng lâu. Thì để Thuận zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Đây là cái phần trăm thất nghiệp các bạn. Các bạn thấy được là phần trăm thất nghiệp là khoảng 5%, rồi sau đó tăng vọt lên từ 5% cho đến 7.8% những năm như là 91 và 92, và dẫn đến gì các bạn? Suy thoái tài chính. Trước đó nữa phần trăm thất nghiệp là 3.9 như là bây giờ các bạn, hồi năm 2000 tháng 11. Sau đó các bạn thấy được là từ 3.9 lên 4.2 và lại nhanh chóng tăng lên tới cái mức là 5.9 và đạt đỉnh điểm là 6.3% ngay cái thời điểm gì các bạn? Bong bóng.com ngay đây. Để Thuận cho các bạn thêm một ví dụ nữa. Ở đây là cái thời điểm khủng hoảng kinh tế năm 2008, phần trăm thất nghiệp lúc đó cũng coi như thấp các bạn, 4.4%, 4.3%, rồi đột ngột gì các bạn? Đột ngột là có sự tăng trưởng mạnh, và trong đó là thời gian gì? Suy thoái tài chính. Và chúng ta sẽ không nói đến Covid các bạn, tại vì cái này là một cái ngoại lệ khi mà có dịch bệnh xảy ra đây dẫn đến là nhiều công ty họ ngưng hoạt động, dẫn đến là thất nghiệp tăng cao, nhưng mà đây là một ngoại lệ mà thôi. Và chúng ta thấy được là những cái đợt suy thoái trước đó, phần trăm thất nghiệp đó, nó cũng giống như là tất cả những thứ trong thị trường tài chính, từ từ rồi đột ngột các bạn. Phần trăm thất nghiệp nó sẽ từ từ tăng lên rồi đột ngột tăng lên, và hầu như cái mức 4% là cái mức rất quan trọng các bạn. Khi mà 4% rồi đó mà không có cứu vãn kịp thời sẽ nhanh chóng dẫn đến phần trăm thất nghiệp sẽ tăng rất là nhanh và không có thể đảm bảo được. Và đây cũng là một trong những điều mà được nói đến bởi thượng nghị sĩ Warren. Tuy là chúng ta không thích thượng nghị sĩ Warren, nhưng mà đây cũng là một trong những người mà đang gây áp lực cho Chủ tịch Jerome Powell để không tiếp tục tăng lãi suất nữa. Và những tài liệu cho thấy được khi mà phần trăm thất nghiệp vượt quá 4% thì khả năng rất cao là không quản lý được, dẫn đến suy thoái tài chính. Cho nên Fed mới đưa ra con số là 4% nữa các bạn. 4% trên căn bản vẫn thấp, nhưng mà lịch sử cho thấy được khi mà qua khỏi cái mức 4% rồi đó thì khó có thể cứu vãn. Cho nên khả năng bây giờ là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa, đó là khả năng cao. Và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến hồng tương lai của CME thì chúng ta thấy được là bây giờ 95.4% cho cuộc họp vào giữa tháng 12 đó là Fed sẽ không tăng lãi suất, chỉ có 4.6% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm mà thôi. Và nếu chúng ta tiếp tục nhìn những tháng kế tiếp đó, tháng 1 chúng ta thấy được là phần trăm lãi suất phần lớn vẫn sẽ giữ nguyên, tháng 3 thì chúng ta thấy được là vẫn sẽ giữ nguyên, tháng 5 thì sao các bạn? Cuộc họp tháng 5 đó là cuộc họp đầu tiên mà chúng ta thấy trên màn hình có chỉ số phần lớn nghiêng về là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn, 49% nghĩ là như vậy, trong khi 32.9% nghĩ là Fed giữ nguyên. Và mãi đến tháng 6 của năm sau đó các bạn mới thấy được là phần lớn đều nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất. Và tháng 6 của năm sau đó chính là cái cuộc họp đầu tiên mà mọi người có kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất cao nhất. Nhưng mà từ đây đến đó còn 8 tháng các bạn, 8 tháng liên tục mà Fed giữ lãi suất ở mức này đó thì có ổn hay là không? Thuận có thể nói với các bạn là khả năng là không ổn đâu, nhất là với một số những công ty các bạn. Và ngay cái công ty của Thuận đang làm bây giờ, nếu như mà giữ lãi suất cao như vậy tới đó thì công ty của Thuận chắc cũng sẽ không ổn đâu các bạn. Đó là điều mà Thuận nghĩ Fed đều hiểu hơn ai hết. Cho nên có thể là họ rất cứng miệng nói là họ sẽ không giảm lãi suất cho đến khi nào mà tới gần 2% mới giảm lãi suất, hay là phải chờ cho đến hè năm sau. Chưa chắc đâu các bạn, tình hình có thể là chuyển xấu rất là nhanh. Miễn là chúng ta có phần trăm thất nghiệp xấu nhưng mà không xấu quá thì thị trường tài chính nghĩ đó là tin tức tốt, dẫn đến là giá cả tăng các bạn. Nhưng mà trên căn bản, phần trăm thất nghiệp tăng không phải là điều tốt đâu các bạn, nhất là những người nào mà đã bị thất nghiệp. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những tin tức nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là một sàn mà nhiều bạn đã từng nghe nói đến trên kênh này, đó chính là sàn Probit Global. Và họ vừa khởi chạy IEO dòng cuối diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến 1 giờ chiều ngày 9 tháng 11 năm 2023 giờ UTC +7 cho token ZRT của Zororium. Và đây thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Probit Global thành lập vào năm 2018. Probit Global là một trong 20 nền tảng crypto hàng đầu có quyền truy cập hơn 800 loại crypto và hơn 1.000 thị trường khác nhau. Trong 4 năm hoạt động, Probit chưa bao giờ phải đối mặt với một cuộc điều tra nào, và các quy định nghiêm ngặt về crypto ở Hàn Quốc đảm bảo là Probit được bảo vệ khỏi mọi rủi ro chính trị tiềm ẩn, khiến nó trở thành lựa chọn tối ưu cho các nhà giao dịch. Chính vì thế mà Probit Global là một trong những sàn giao dịch hiếm hoi có thể hỗ trợ người dùng Hoa Kỳ và chưa bao giờ có lịch sử bị hack. Và nói về cái token Zororium ZRT, đây là một token quản trị trong hệ sinh thái của Zororium, mang trong mình sức mạnh, tài năng và sự đổi mới, được biểu tượng hóa bởi nhân vật Zoro đặc trưng trong One Piece, lấy cảm hứng từ bộ truyện kinh điển được tạo ra bởi Oda Eiichiro. ZRT đóng vai trò như một nền tảng linh hoạt để tạo và chia sẻ giá trị trong cộng đồng nhiệt huyết của One Piece Legend. Để tham gia IEO, trên trang chủ của Probit, bạn vào IEO, chọn ZRT Third Round. Điều kiện tham gia là bạn phải có sẵn tài khoản tại sàn giao dịch Probit Global, và người dùng nó cần phải hoàn thành toàn bộ quy trình xác minh KYC tại Probit Global để đủ điều kiện mua IEO. Lịch trình phân phối ZRT theo từng đợt và các thông tin thì các bạn có thể xem chi tiết tại blog này của Probit. Lộ trình dự án và tokenomics bạn có thể xem trên trang chủ của Zororium. Các link tôi sẽ đẩy bên dưới video này để các bạn có thể là tham khảo thêm. IEO của Zororium trên Probit Global là chương trình độc quyền mà Probit mang lại cho người dùng, đặc biệt ưu đãi tới 10% khi bạn sử dụng Prop Token PLB của sàn Probit Global để mua IEO. Nếu dùng BTC, Ethereum, Tether hoặc BNB để mua IEO đó thì bạn nhận thêm bonus 5%. Trên đây là thông tin được Zororium và sàn Probit Global đồng hành tài trợ, và muốn truyền tải cho những người nào mà quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách bấm vào những thông tin bên dưới video này. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với những tin tức nổi bật trong video ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta cũng có một cái lời phát biểu, đó chính là lời phát biểu đến từ chủ tịch địa phương của Fed ở Atlanta, đó chính là Raphael Bostic. Thì Raphael Bostic một lần nữa, đây là lần thứ hai, thứ ba gì rồi, ông cũng đã lên tiếng nói là có lẽ không cần phải tăng lãi suất nữa. Tại sao các bạn? Ông nói là dựa theo triển vọng kinh tế, chính sách của Fed có lẽ là đang ở đúng vị trí rồi, nghĩa là cái vị thế siết chặt bây giờ có lẽ là đã đủ rồi. Và kế đó ông nói là tôi nghĩ là vị trí hiện tại của chúng tôi sẽ đủ hạn chế để đưa lạm phát về 2%. Có nghĩa là không những là bây giờ cái chính sách tiền tệ của Fed đã đủ để quản lý mà còn có thể đẩy lùi lạm phát nếu như tiếp tục giữ. Kế đó thì ông nói là Fed có thời gian để theo dõi dữ liệu và tiếp tục kiên nhẫn, và có rất nhiều dữ liệu để đánh giá cho đến cuộc họp tiếp theo. Bây giờ là chỉ có đầu tháng 11 thôi các bạn, tới giữa tháng 12 không mới họp nữa, và đó là cuộc họp cuối cùng của năm nay. Và dữ liệu này sẽ cho chúng tôi thêm nhiều tín hiệu về những gì đang diễn ra trong nền kinh tế, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp. Và theo dự đoán của tôi sẽ không có suy thoái tài chính ở Hoa Kỳ. Cái này là cái mà nhiều người lo lắng nhất các bạn. Khi mà Fed nói là có khả năng là sẽ có suy thoái tài chính, có thể là hạ cánh cứng chứ không phải hạ cánh mềm, lúc đó mọi người còn an tâm hơn các bạn. Nhưng mà khi mà Fed bắt đầu nói là sẽ không có suy thoái tài chính, đó là lúc mà nhiều người nghĩ là Man, suy thoái tài chính sắp tới rồi. Lòng tin của nhà đầu tư đối với Fed bây giờ không phải là cao lắm đâu các bạn. Tại vì chúng ta đã thấy được là Fed đã hoàn toàn không nhìn thấy trước cái phần trăm lạm phát sẽ tăng cao. Tới lúc mà tăng rồi thì Chủ tịch Jerome Powell vẫn nói gì các bạn nhớ không? Phần trăm lạm phát tăng chỉ là tạm thời mà thôi. Rồi sau đó nói là ồ, phần trăm khác không phải tạm thời. Chứ bây giờ chúng ta phải tăng lãi suất mà tăng cực kỳ nhanh. Tại vì đã quá trễ. Thì nếu như Fed đã quá trễ để tăng lãi suất thì khả năng gì các bạn? Khả năng là Fed sẽ quá trễ để giảm lãi suất. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến thị trường crypto, đó chính là công ty OpenSea các bạn. Đáng tiếc là công ty này đó, năm ngoái họ đã sa thải, các bạn đã nhớ là 20% nhân viên vào tháng 7 của năm ngoái. Sau đó họ còn lại khoảng chừng là 230 người. Wow các bạn, công ty crypto đã thường không có nhiều người như vậy, nhưng mà công ty OpenSea có tới 230 người. Thì sau đó, họ đã ra quyết định ngày hôm nay là sẽ sa thải thêm 50%, có nghĩa là theo thuận tính là còn có 100 mấy người thôi các bạn. Và những người này đã tuy bị sa thải nhưng mà ít ra đó, theo thuận độc thì họ sẽ nhận được cái gói hỗ trợ là sẽ có 4 tháng lương, và những người nào mà có cổ phần của công ty đó thì sẽ nhanh chóng được chia cái cổ phần đó và cung cấp 6 tháng bảo hiểm. Nói chung đó, đối với Thuận, nếu như các bạn bị sa thải ở Hoa Kỳ mà có cái chế độ này đó thì cũng rất là tốt rồi các bạn. Nhiều công ty khi mà họ sa thải đó thì họ không thể cho hơn 2 tháng lương hay là thậm chí 1 tháng lương, tại vì kinh tế bây giờ đã cũng rất là chậm rồi các bạn. Và đây là thông tin đến từ OpenSea. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin nó tươi đẹp hơn các bạn, để các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Thì chúng ta có một thông tin đến từ giám đốc công nghệ của công ty Valkyrie. Đây là một công ty phát hành những quỹ đầu tư lớn ở trong phố Wall các bạn. Và Valkyrie thì nghĩ là SEC có thể sẽ mở một đợt bình luận công khai trong vài tuần tới. Cái này là gì các bạn? Khi mà chúng ta thấy là SEC đó trì hoãn thì họ phải mở một cái đợt bình luận công khai. Và bình luận công khai này đó là ai cũng có thể viết thư đến cho SEC. Chủ yếu là họ sẽ gửi email tới, và SEC sẽ xem coi là những ý kiến của thị trường ra sao, có nên chấp nhận hay là không, và tại sao không nên hay là nên chấp nhận. Và sau đó, thì Valkyrie đánh giá khả năng cao sẽ có một Bitcoin Spot ETF được thông qua cuối tháng này các bạn, có nghĩa là trong vòng vài tuần, chứ không phải là tháng sau hay là đợi năm sau các bạn. Nói chung thì họ khá là bullish, và họ nói tuy là sẽ có thông tin là được chấp nhận, nhưng mà cái ngày mà chính thức phát hành để giao dịch phải chờ đến tháng 2 của năm 2024. Có nghĩa là SEC sẽ cho thông qua rồi cho những công ty này vài tháng để mà chuẩn bị, và cái ngày mà phát hành thì tất cả công ty đều sẽ được phát hành cùng một lúc. Đó là suy nghĩ đến từ Valkyrie. Và chúng ta cũng đã biết là trong tuần này đó thì SEC đã có một cuộc họp kín. Không biết là họ sẽ nói về GBTC của Grayscale hay là họ sẽ nói về Ripple. Chúng ta đương nhiên sẽ không có thông tin các bạn, tại vì đó là họp kín, họ sẽ không có chia sẻ thông tin với công chúng. Nhưng mà tới bây giờ đó, cái sự việc của GBTC thường nghĩ là cũng cả tháng rồi các bạn. Ồ, không phải đâu các bạn, gần là 2 tháng rồi. Đã gần 2 tháng rồi nhưng mà SEC vẫn chưa có đồng tĩnh gì hết. Và bất cứ lúc nào chúng ta sẽ có thể nghe thông tin đến từ SEC liên quan đến Grayscale Bitcoin Trust, họ có cho thông qua hay là không. Chúng ta cũng có cái thông tin, các bạn đã biết là quý 3 đó thì đang được báo cáo bởi những công ty. Thì gần đây đã có nhiều cái tin tức liên quan đến crypto, cho nên Thuận cũng không dành thời gian để mà chia sẻ những cái thu nhập của những công ty lớn ở Hoa Kỳ như là Apple, Google vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy được là có một công ty liên quan đến thị trường crypto, đó chính là công ty Block của Jack Dorsey các bạn. Trước đây gọi là công ty Square, và sau đó công ty Square này đã đổi thành công ty Block, tại vì Jack Dorsey cũng là chủ của Twitter trước đây, là người mà đã chuyển hết thời gian của mình và sự tập trung của mình để phát triển Bitcoin. Và các bạn thấy được là họ có lợi nhuận rất là cao. Lợi nhuận là 1,9 tỷ đô la, đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của Cash App trong quý 3 đã đạt 984 triệu đô la, nghĩa là tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Và lợi nhuận của ứng dụng Square đạt 899 triệu đô la, nghĩa là tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều thú vị hơn đó là các bạn có biết là trong tổng số lợi nhuận là 5,6 tỷ đô la của Block đó thì 2,42 tỷ đô la, nghĩa là 43% là thu nhập này đã đến từ giao dịch Bitcoin. Các bạn thấy được là cổ phiếu của Block đã tăng 12% ngày hôm nay, tại vì có một cái quý 3 thực sự rất là tốt. Và nếu như mà không phải tại vì công ty Block cho giao dịch Bitcoin trên nền tảng của họ ra thì họ sẽ không có cái doanh thu gì đâu các bạn. Trên căn bản đó, thị trường đang chậm lại, có nghĩa là cái nhu cầu chi tiêu cũng đang chậm lại, và chúng ta thấy được là những công ty như là công ty Block này đó thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà ngược lại, tại vì nhu cầu giao dịch crypto tăng cao các bạn, dẫn đến là họ có thu nhập rất là cao trong quý 3 liên quan tới Bitcoin. Và các bạn thấy được là kết thúc ngày hôm nay đó thì cuối cùng cổ phiếu của họ tăng là gần 11%. Chúng ta cũng có một cái bình luận đến từ Robert Kiyosaki. Thì chúng ta cũng đã biết là Robert Kiyosaki là tác giả của cái cuốn sách rất là nổi tiếng là Cha Giàu, Cha Nghèo. Và ông đã trích ra bài học số 1 của Cha Giàu, Cha Nghèo. Đó chính là người giàu đã không làm việc vì tiền, mà người giàu đó họ làm việc để kiếm tiền, để mua tài sản, và tài sản đó sẽ sinh ra tiền cho họ. Và những tài sản mà ông nói tới đó thì trong đó chúng ta có bất động sản, chúng ta có dầu, chúng ta có những cái tài sản khác như là vàng, bạc và Bitcoin các bạn. Nói chung Robert Kiyosaki cũng rất ủng hộ Bitcoin, nhưng mà cũng có vài lần ông ta nói nhiều cái Thuận cảm thấy là ông cũng thực sự không hiểu Bitcoin đâu các bạn. Nói chung thì Robert Kiyosaki là một trong những tác giả rất nổi tiếng, và những bạn nào mà chưa đọc Cha Giàu Cha Nghèo cũng nên đọc. Đó là một trong những cái cuốn sách Thuận đã đọc thật sự rất lâu rồi các bạn, nói chung là mười mấy năm trước. Thì đọc cuốn sách đó đó cho chúng ta rất nhiều động lực để mà đầu tư. Cuốn sách đó đó Thuận cảm thấy nó giống như là một cái câu chuyện hay hơn là những cái bước chính xác các bạn phải áp dụng như thế nào. Có nghĩa là cuốn sách đó nó chia sẻ chủ yếu là một cái khái niệm các bạn, khái niệm tiền là gì, làm sao để làm giàu vân vân. Thì đó là một cái khái niệm, nhưng mà ít ra đó cũng là một cái nền tảng khi mà có nó rồi để chúng ta có thể tìm kiếm những cái thông tin chi tiết hơn, những cái bước cụ thể hơn để có thể thực hành. Nhưng mà có một điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn có nhà cho mướn đó, thì thực sự nó không có thụ động như các bạn nghĩ đâu. Tại vì các bạn đã biết là Thuận cũng có nhà cho mướn, thì thực sự cũng cần phải làm một số việc. Cho dù là các bạn giao căn nhà đó cho một công ty quản lý cho mướn, thứ nhất là họ sẽ lấy 10-15% của thu nhập của các bạn. Và thứ nhì nữa, các bạn vẫn phải quản lý công ty đó. Tại vì họ có thể là nói cái người mướn nhà cần sửa này cần sửa kia, và cái giá sửa sẽ cao hơn bên ngoài nếu như các bạn không để ý. Cho nên các bạn vẫn phải quản lý công ty, quản lý nhà cho các bạn, hay là các bạn tự quản lý. Bản thân Thuận đó thì hiện bây giờ là Thuận tự quản lý nhà, nghĩa là cái căn đó, cái căn mà Thuận vừa dọn ra cách đây khoảng chừng là 2-3 tháng đó, cái căn đó Thuận cũng đã dùng để làm YouTube cũng mấy năm rồi các bạn, cũng 4 năm đó. Bây giờ thì đang cho mướn, nhưng mà các bạn thấy được trong cái cuốn sách Cha Giàu Cha Nghèo đó, thì một trong những điều mà Thuận cảm thấy nó cũng không hoàn toàn đúng sự thật, đó chính là Robert Kiyosaki luôn miêu tả đầu tư bất động sản dễ dàng và có thể là cho mướn dễ dàng thế nào mà không tốn nhiều thời gian. Thật ra tốn rất nhiều thời gian các bạn. Chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Argentina. Thì trước khi chia sẻ thông tin này để Thuận nói trở lại để các bạn nhớ, Argentina thì đang đối đầu với lại một cái cuộc bầu cử tổng thống, và trong tháng này chúng ta sẽ biết tổng thống mới của Argentina là tổng thống nào. Và có rất nhiều những ứng cử viên, nhưng bây giờ chỉ còn 2 ứng cử viên thôi các bạn. Trong cái đợt bầu cử sơ bộ đó thì không có một ứng cử viên nào đạt được 45% số phiếu. Tại vì để trở thành tổng thống đó thì không phải là ai có phiếu nhiều nhất sẽ thắng các bạn, mà phiếu nhiều nhất mà phải đạt ít nhất là 45% thì mới có thể trở thành tổng thống. Thì bây giờ chúng ta có 2 người cuối cùng họ sẽ tranh đấu tổng thống các bạn. Thứ nhất đó chính là cái người ở bên tay trái. Đây là cái người bộ trưởng kinh tế của Argentina là Sergio Massa, và ở bên tay phải đó chính là Javier Milei. Javier Milei là một trong những người mà chúng ta nói tới khá nhiều các bạn, một trong những người mà cực kỳ yêu thích Bitcoin, và ông hoàn toàn không có thích ngân hàng trung ương của Argentina. Ông nghĩ lý do tại sao mà Argentina đó cái tình hình kinh tế kém như vậy, phần trăm lạm phát cao như vậy, tại vì chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Argentina hoàn toàn không phù hợp. Và nếu ông là tổng thống đó, ông sẽ cố gắng loại bỏ ngân hàng trung ương ở Argentina, và ông cực kỳ yêu thích crypto và Bitcoin. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta trước đây nghĩ Sergio Massa, bộ trưởng kinh tế hiện tại của Argentina, là người mà không thích Bitcoin. Điều đó cũng đúng trong một phần mà thôi các bạn, tại vì với cái cương vị là bộ trưởng kinh tế thì ông không thể nào nói là ủng hộ Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp hay gì hết. Tại vì nếu làm như vậy sẽ làm mất đi cái quyền quản lý tiền tệ ở Argentina. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại biết thêm là ngay cả ông Sergio Massa, ông cũng đã đưa ra một đề nghị là sử dụng khí ga thừa từ các mỏ dầu để mà đào Bitcoin ở Argentina. Các bạn thấy được là ngay cả ông cũng có sự ủng hộ, chỉ là không ủng hộ Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp mà thôi, nhưng mà cũng ủng hộ việc đào Bitcoin các bạn. Nhưng mà ý tưởng này đó các bạn thấy được là nhằm làm giảm đi cái sự lãng phí khí gas. Những bạn nào mà chạy xe qua những cái khu mà người ta đào khí gas các bạn, thì chúng ta thấy được là lâu lâu đó có một cái ngọn lửa nó phè lên bên trên, thì thường đó cái đó là cái phần lãng phí. Nếu như mà sử dụng được để mà đào Bitcoin đó thì sẽ tạo ra lợi ích kinh tế. Đó là điều mà Sergio Massa nói tới, và điều này đã sẽ cho phép những khí gas đó được tận dụng thay vì là bị sa thải ra khỏi môi trường. Thứ nhất là không tốt cho môi trường và thứ hai là lãng phí. Nhưng mà cộng đồng crypto ở Argentina thì không mấy ủng hộ. Họ cho rằng là chính phủ không nên tham gia trực tiếp vào việc đào Bitcoin. Khác với lại ở El Salvador, các bạn El Salvador đó thì họ không có cái sự phản đối như vậy. Nhưng mà ở Argentina họ nghĩ là chính phủ không nên trực tiếp đào Bitcoin, tại vì nó đòi hỏi chuyên môn cao và rủi ro rất là lớn. Và thay vào đó, họ đề xuất chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân thông qua việc giảm thuế và dỡ bỏ các rào cản nhập khẩu thiết bị thay khác để tạo điều kiện cho việc đào Bitcoin một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Nói chung thì các bạn muốn chia sẻ là cả hai người tới cuối cùng thì cũng ủng hộ Bitcoin các bạn, nhưng mà hai góc cạnh khác nhau. Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ thấy là cuối cùng thì xAI của Elon Musk sẽ ra mắt. Các bạn đã biết là Elon Musk đã có cái sự bất mãn so với ChatGPT của OpenAI, tại vì Elon Musk trước đây là nhà đầu tư trực tiếp vào OpenAI các bạn. Và sau đó cũng thấy là OpenAI thì cũng có nhiều cái nó không hợp lý và thiên vị trong cái cách trả lời. Và Elon Musk nói là sẽ tạo ra một nền tảng AI khác, có thể là tốt hơn tất cả nền tảng AI hiện tại, đó chính là xAI. Và ngày mai sẽ ra mắt các bạn để xem coi là kết quả sẽ ra sao. Nhưng mà chỉ có một số lượng người nhỏ có thể thử nghiệm trước và thôi. Và Thuận đáng tiếc không phải là một trong những người đó các bạn, tại vì Thuận vẫn tìm kiếm những cái AI mà có thể được sử dụng hàng ngày. Nói chung thì sau khi sử dụng nhiều cái như là Google Bard thì Thuận vẫn nghĩ là ChatGPT hay là GPT-4 là cái mà tốt nhất bây giờ, phù hợp đối với Thuận. Có nhiều bạn thì nghĩ là Bard của Google tốt hơn, nhưng mà Thuận vẫn nghĩ là ChatGPT tốt hơn đối với gì mà Thuận cần xài hiện tại. Khi nào mà có thông tin liên quan tới xAI, Thuận sẽ chia sẻ với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, AlineX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.